mùa nào thức nấy, Tân Đức trồng đa dạng các loại rau màu. Bí quyết và những quy chuẩn của rau an toàn. Được gặp gỡ những người dân gần gũi chất phác. Tâm tình của những nông dân về tình cây, tình người, tình đất. Mà đấy, mấy hôm tôi ốm là xót ruột lắm. Mệt nhưng mà vẫn cố gắng nhớ cái bờ bãi nên là phải cố gắng làm. Thật sự trồng rau hàng ngày mình quen rồi, cũng rất thích. Ở nhà một ngày mà mưa, nhớ rau ngỡ nhiều vườn là cứ ra ngắm. Làm ăn được quen rồi, thích ra cây màu mà nó cứ lớn từng ngày cũng thích lắm. Đón xem chương trình Làng Nghề Việt, Làng Nghề Rau An Toàn Tân Đức phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 4 trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam.